Chưa chỉnh được à? Rồi. Sao có thuyền? Các bà mà muốn đi hôm nào tìm cái chỗ nào mà phải đi bộ nhiều cho các bà đi. Đi bộ em thích mà. Đấy, các bà thích đi bộ. Tìm cái tour nào đi bộ nhiều ấy. Chỉ có đi bộ thôi. Chỉ đi bộ, đăng ký cho các bà đi bộ. Ô, anh đang quay em à? Đi đi, cứ đi bình thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rượu chén à? Có thể lấy kia.